nghe chị. Là chị thấy mọi người đã tập hợp rất chính là đông đủ. Đúng rồi. Mặc dù chị có tới trễ một chút. Đúng rồi, chị đến trễ chứ thì mọi người đông đủ thì đúng rồi. Chị có tới trễ một chút thôi. Ok. Nhưng mà mọi người vẫn ngồi rất đông đủ và đang chờ đón tụi chị. Không ai chạy hết chị. Nguyên, em mới chính lại là không ai chào chị, tại vì người ta đã đi mệt quá rồi, người ta đi xuống, người ta chơi đã rồi, người ta chuẩn bị ra là chị tới. Nói là không bình nghĩa, xin lỗi. Em xin lỗi chị. Mấy cứ nhảy mồm chị bên ngồi sao? Nguyên một đội chị luôn. Chị không thấy là tụi em, cả nhà chị vẫn đợi. Không phải chị một đội đi, đầy đủ cả đội chị luôn. Nguyên một đội đi, đứng rồi. Đứng rồi thầy. Ok, bó tay đây nè, đồng kế rồi trắng. Xong rồi, bắt đầu là chị mới, nhưng mà mọi người nói do đợi chị lên là hát lúc quá là ngủ nước mất rồi. À. Bản thân chị nha. Sáng thì chị chưa ăn sáng gì hết. Chuông nốt gì luôn. Mặc dù rất mệt mà đến đây là chị phải đi hết một vòng luôn. Rồi. Đó. Và chị nhất định là chị phải đi cảm giác mặt đó là đi xe. Đấy. Đó. Mà đặc biệt chị mà đặc biệt là chị đi là chị lại cố gắng lỗ lực hết sức mình để lôi kéo hết tất cả hướng dẫn viên. Tiến cộng với chị là chị đó. Đi chung với chị. Đây là chị cảm giác là cái kỷ niệm này là kỷ niệm này kéo luôn đi luôn. Nước mắt tiếng cửa sau rồi. Dạ, chị ơi. Dạ, nói nghĩa hay chị thật tay vậy. Đó lại, chốt. Chốt. Kỷ niệm mà không bao giờ có thể. Không bao giờ quên được. Đúng này mà mày không công việc của chị là mày chết với chị. Nhưng mà em chia sẻ luôn, không phải em đi một mình nữa chị, em đi với đội đỏ nữa. Em xem em đi đẹp hết. Không đây là ông nhận quà của hai bên. Ok. Rồi em nhớ mãi chị luôn, em cảm ơn chị. Rồi xin mời chị về chỗ. Ok, bye